Máy quay kìa, quên chưa bật. Ê, điều hòa chỗ này sao nóng thế nhở? Hay là chị cứ đến lúc like rồi chị nóng à? Em ơi, trông tao thế này trông lên vai mẹ chồng được rồi đấy. Đúng rồi, Phúc ngồi chỗ đấy hợp lý. Anh Hành xít đít lại Phúc một tí. Ơ, đừng đeo mà thế em. Lách vào cái cổ áo nó ấy. Đây này, một cái ở bên này, một cái bên trong này này. Không cho vào cái áo này này, áo kia nó cho cao lên. Đúng rồi. Sao lại không dính? Cho áo đen cái kìa. Áo trắng nó cho hẳn lên vai ấy thì nó sẽ áo ngồi để tí nó sạch cái cổ áo xuống nó xấu dai. Ôi giời. Đây cho cái khay đi em ơi. Hello, xin chào cả nhà. Chờ mãi hả? Bởi vì là cô phải thích hai cháu phải đẹp roi. Đẹp roi cô mới cho lên nên là đi chỉnh tóc. Đẹp. Hôm nay cô bắt Phúc đi cắt tóc các bác ạ. Đấy, trông nó gọn gàng vào, nhìn nó ngon lành. Rồi, ok. Cho chị cái khay. Đây, cho hai anh em một con. Ăn khi nào hết thì về, không hết thì cứ ngồi đấy ăn. Các chị ơi, bắt hai thằng phải ăn hết. Đây. Nào, xách một con ra. Hai anh em xách một con ra. Ê, cái khay rau đưa chị cái khay rau. Đấy, đặt lên cái đĩa đấy. Rồi, Trang bốc đây chị. Ôi, tự nhiên bây nhìn thấy hai thằng đẹp trai đấy. À, không, thế mai hai thằng phải đến sớm hơn để còn make qua cái mặt nó cho đẹp, cho nó ăn phấn. Thế thì chị 6:30 chị đã có mặt rồi. Ô, con tưởng nghệ sĩ tự nhiên nó đẹp thế hả? Thằng nào nó chả phải có đấm đá một tí. Đấy, con phải quay cái đít này. Hành ngồi gần lại Phúc đi. Rồi, sao con của cô to? Con của cô to. Ê ui, các bác ơi. Được chưa? Cô sẽ ăn cùng với nó cái càng xong cô sẽ nhường cho hai thằng ăn. Phúc vuốt tóc lên đẹp quá. Vâng ạ, Hành nhìn đẹp trai quá. Đấy, và tay cô phải khác. Các bác thấy được không? Em ơi cho úp cái đèn này xuống đi cho cháu thẳng vào đây cho nó sáng. Xin chào cả nhà. Mời bạn. Em ơi cho nó coi kéo đi em ơi, không hai thằng nó khóc bây giờ đấy. Ok, 10 điểm, đấy yên. Cho cái kéo đi. Nhanh nội bộ lục đục đánh nhau với kéo bên này. Em phải ăn kiểm tra chất lượng. Cho cô một bịch giấy, cháu bịch giấy đi không? Mời hai bạn vào việc đấy bạn ơi. Xin mời cả nhà ăn tối với gia đình em. Em bật trên kia bắt đầu đi em. Bật lại máy quay. Xin mời cả nhà bắt đầu ăn tối với gia đình em. Nhìn Hành đẹp trai quá không quen hả? Đẹp trai không? Các bác thấy đẹp trai không? Ôi, em ướt hết váy chị rồi. Cho cái khay nó xuống đâu nhỉ? Cho cái khay xuống dưới. Đây đây. Phải lau nhanh cho chị. Xin mời cả nhà nhé. Ui, em kìa, máy kia văng mất rồi. Bật lại đi. Hai cháu xuống nhé, có cô Hường. Hai con hôm nay đẹp trai thế. Có từ khi có hai thằng cô Hường mới mặc cái bộ đồ này đẹp. Tối cũng cô Hường nhất định không để nó đẹp trai hơn. Bạn ơi, tươi cái mặt lên xem nào. Nhất định không để hai thằng đẹp trai hơn. Cô Hường phải đầu tư là make up, xong là váy áo đẹp lượt là. Ngày mai là sự kiện. Chào Hoàng Hường và hai cháu nhé. Vâng ạ, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Ba cô cháu xinh quá. Chào đại gia đình yêu thương. Đấy. Wow. Ui, con này ngon. Ui. Nóng quá. Em nhận được nước giặt xả rồi, thơm lắm luôn. Trước khi hai thằng đi về, cô sẽ trả nốt cái tiền mấy hôm rồi. Hai thằng lao động khổ sai trên đấy. Này em không nhận ra cô Phúc luôn chị Hường ơi. Chào ba cô cháu về Hà Nội. Hai cháu căng thẳng quá. À, Hành ơi. Dạ. Em ơi, cho cái hộp tiền liệt kia đặt kê cái máy đọc bình luận lên. Hành ơi, hôm nay mày mới về nhà cô lần đầu hả? Dạ vâng ạ. Chiều nay là rẽ qua đây chưa? Dạ cô là chưa. Thế à? Thấy nhà cô đẹp không? Cô là có. Diện không? Dạ có. Có sợ cô bắt cóc không? Dạ con không.
Có sợ cô lừa không? Dạ con không ạ. Ê, con cua của em to lắm. Ba cô cháu xinh ơi là xinh. Cho chị cái gì đây, chị đạp cái chân em ướt hết rồi. Xem phim dài tập của Hoàng Hường không chán. Vâng ạ. KPI khoán hai thằng ăn. Hôm nay mấy giờ ăn xong hả? À, mấy giờ đi học xong hả anh? Dạ 11 rưỡi ạ. 11 rưỡi đi học xong. Dạ. Thế mấy giờ lên xe về? Dạ học xong cái ra cổng trường chú Tuấn xuống đón phát là đi luôn ạ. Ờ. Ăn đi. Con mời tất cả các cô chú ạ. Ờ quên, em mời cả nhà. Quên. Thằng cháu mời cô mình nghĩ sao? Ba cô cháu hôm nay đẹp quá, vâng ạ. Hai cô cậu sướng nhé. Ừ. Uống chị của chị khỏi rồi à? À chị Thảo. Thảo gấu á. Không biết ăn à? Không, con bé thì nó vàng ra. Định vứt à? Bố vứt cái này hả? Cái này là thịt đấy bố ơi. Bố cố gắng gìn giữ nhá, chục triệu một con đấy. Hai bố ăn sao, ăn đừng có vứt chứ. Chục củ một con đấy bố ạ. Các bác ơi nó vứt, cô tiếc quá, cô nhặt cô ăn lại. Này, mình nhặt của nó mình ăn lại. Mai này mình già á, mình dớ dẩn á. Nó bảo, úp cái máy chị cái. Nó bảo bà già hãm. Mình dớ dẩn, mình ngãng á. Nó lại bảo bà già hãm. Phải ăn. Ăn sạch cơ. Ăn đâu nghĩ 10 củ. Cố gắng. Đấy, cắt dọc đấy. Cắt dọc mà con ăn. Đây. Ui. Xin mời cả nhà. Thấy, em ơi tí ra vào chốt cửa luôn đi. Vâng. Sợ quá, đang ngồi người ta mở cửa vào hết cả hồn. Người ta đi nhầm à? Vâng. Mà sao đi nhầm kéo rèm rồi mà vẫn lao vào ấy? Bảo vệ đâu, em gọi bảo vệ ra. Vâng. Trang đang ở đấy rồi. Bảo Trang nói với bảo vệ ngồi ra cổng cửa này cho chị cái. Cứ đang like mà để như thế tí chị ra chị tẩn cho đấy. Bảo vệ ngồi làm cái gì? À, ba cô cháu thật tuyệt vời. À, hai anh em. Bảo Trang đi vào đi, không cần nói gì hết, gọi bảo vệ ngay cho chị. Em chạy ra em nói luôn. Mở cửa nó ồn ào, bảo gọi bảo vệ ngay sang. Mệt lắm chị ạ. Mình không phải khó tính không? Nhưng mà... Thôi mọi người không cần trả lời bạn này đi. Chị ơi, em bảo ai vào nick gia đình Hoàng Hường xóa cái comment của cái không? Có một đứa nó chửi chị là ăn như cái máu lờ ấy. Em xóa cái bình luận đấy đi cho mọi người không cần phải trả lời nó, fan mình đang chửi nó. Nó đọc quá mất vui. Ngon quá. Vâng, hôm nay Phúc Hành đẹp trai quá. Vâng ạ. Hạnh Phúc đẹp trai quá con ơi. Các bác thấy hai cháu này đẹp trai không? Họ bảo cái gì em? Khách qua lấy con răng ạ. Nhưng mà em bảo có khám. Nói bảo vệ đứng đấy cho chị. Em chốt cửa vào luôn đi. Lấy cao răng thật hay giả vờ? Thật chị ạ. Hai vợ chồng. Nửa đêm lấy cao răng muốn chết luôn đấy. Đấy xin mời. Em bảo trên kia xóa bình luận đi cho chị gái. Không để tiêu cực vào đây nhanh. Hai anh em đẹp trai quá, trưởng thành hẳn luôn. Ấy vào tay cô Hường nó phải khác. Em đói quá. Ba cô cháu đẹp quá. Hai thằng sao không biết ăn à? Cắt à? Có nhưng mà bán vào con này. Bán à? Con cắt ngang như thế à? Con cắt dọc nó không bắn. Không, anh Hành bẻ. Đây, xin mời. Phúc Hành nay đẹp trai thế nhở? Đọc comment kìa hay không? Toàn ghen đẹp trai này, sao tối nay con kiếm tiền được các bác?
Các bác phải tập trung mua hàng, các bác phải tập trung khen đẹp trai. Hôm nay trưởng thành quá. Ừ. Vâng ạ, con học xong 11 giờ bao nhiêu lên xe nhỉ? 11 rưỡi ạ. 11 rưỡi lên xe đi ạ. 11 rưỡi là con được nghỉ cái ra đến cổng là chú Tuấn xuống đón đi luôn ạ. Ừ. Phúc Hành nhìn như giám đốc ý. Ba cô cháu hôm nay đẹp quá. Khổ lắm các chị ơi, đánh được cái son môi bây giờ ăn là còn sợ nó trôi mất son. Nhưng mà đói quá vẫn phải ăn phát đã không ha. Nay mấy tiếng thì nó ngất rồi. Xem con của con có trứng không? Em ơi con cua có trứng nó là ngon lắm luôn ấy. Em ơi cho cái thìa em ơi. Chắc có trứng đấy. Đây nè, cái bụng bụng này là cái trứng này. Đây nè. Cái này có trứng không? Cái này là cái trứng của nó đây mọi người. Ngày mai là sự kiện rồi, mọi người có ủng hộ tinh thần ngày mai hai cháu không? Hôm nay Phúc Hành đẹp quá. Chúc ba cô cháu ngon miệng. Hôm nay hai đại gia mặc vest đẹp thế. Phúc Hành nhìn như Hàn Quốc luôn. Cô chọn bộ đồ này, bộ đồ Hàn Quốc. Cô thường nói các bác nghe. Chị chọn ấy, áo kẻ. Bắt hai thằng thắt cà vạt nơ con chó. Xong cho hai thằng đeo cái đôi giày của ông cụ 60 tuổi ấy. Thêm một quả thắt linh. Em tưởng hai thằng đi hỏi vợ cho cho ai. Em phải bắt quay ra đổi. Phúc Hành vào tay cô Hường dưỡng dàng thẳng ra. Vâng ạ. Phúc Hành tươi lên. Vâng. Hai tổng tài ca ca giống trai Hàn quá. À Phúc Hành cô nhận không ra. Hay chị chai nước em ơi. Hai thằng uống Coca. Là hay. Chị chia cho em một chai nước lọc. Uống nước lọc thôi à? Uống gì? Vâng, cho con một chai nước lọc. Nhất định hai thằng uống nước lọc. Làm điều thuốc không? Dạ không ạ. Cho nó ra dai hàn. Dạ không ạ. Ăn đi bạn ơi. Không ăn hết con này không ngồi được đâu. Phúc Hành đẹp trai quá, 100 điểm. Hôm nay cô không nhận ra Phúc Hành luôn. Giống trông cô Hường như mẹ chồng ấy. Các chị cho em cái danh nào đẹp đẹp bảo em như mẹ chồng. Anh bạn ơi, nhìn Phúc Hành hôm nay đẹp quá con ơi. Phúc Hành may mắn gặp cô Hường. Em ơi, cho nó cái nồi đổ nước đi. Phúc Hành về được mấy ngày hả chị? Hôm nay về. Đêm mai bốc thăm xong. Xe trở ngược về luôn, ngày kia đi học. 20 tháng 11 là hôm nay tổ chức rồi hay ngày mai? Dạ ngày mai ạ. Thế tức là không bỏ tiết học nào đấy các chị ơi. Hành đứng đây. Mọi người đang bảo trông mình như đi hỏi vợ. Nghe không? Đứng thẳng luôn không? Đứng thẳng luôn. Đây. Được chưa? Giống đi hỏi vợ được chưa? Mọi người bảo trông mình đi hỏi vợ. Rồi về chỗ ăn tiếp. Tôi được xin. Ăn này ngon cực, chấm này ngon cực. Hai thằng mà ăn không hết con cua liệu hồn á. Nhìn Hoàng Hùng ăn ngon quá. Vâng ạ. Phúc Hành hôm nay đẹp trai quá. Em đói lắm các chị ơi. Trời có sập em mắc một cái nết ấy. Khi mà em đói làm cuống quýt lên. Em run hết cả tay, chiều hôm nay em đói quá các chị ơi, cái tay em nó run em không cầm được cái đũa. Chết rồi, bây giờ em bị gì ấy? Các chị ơi, bệnh gì mà cứ đói nó cứ cuống quýt lên các chị.
chị Hường cho Phúc Hành. Ôi cái chị ơi, em xuống đây đi công việc, không có thời gian đâu các chị ơi. Tại vì sao ạ? Ngày mai là sự kiện cả ngày, bọn em đi công việc, em phải tốn rất nhiều chi phí để đầu tư cho buổi của em. Thì em phải tập trung việc của em chứ, việc nhà mình chưa xong, mình cứ đi lo việc khác ạ. Chị có biết là buổi tiệc ngày mai em bỏ hàng tỷ ra không? Em phải tập trung hết sức nghiêm túc cho buổi nhà em chứ. Phúc Hành xin nghỉ thêm bữa nữa đi chơi à? Thôi phải ngoan ngoan, để sau xin nghỉ cho dễ. Em không bị tiểu đường, em rất là may luôn. Em béo phì ấy kìa, nhưng em không bị tiểu đường. Thường những người mà như em dễ bị tim mạch, tiểu đường, huyết áp lắm. À đúng rồi, bị tụt huyết áp thì đúng, em bị huyết áp thấp á. Ba cô cháu ăn xong bán hàng đi, hai con cho nó ăn no đã. Xuống với cô thì kiểu gì cũng có view cao, kiểu gì cũng bán được hàng. Tụt huyết áp đấy mọi người, vâng. Em mà đói, ăn mà đói, các chị ơi em cầm cái đũa này này. Cả nhà bấm chia sẻ cho cháu Phúc, cháu Hành đi, để hai anh em tí vào khởi nghiệp. Tranh thủ có cô ở đây thì còn khởi nghiệp, không hả? Đi về nhà, không có cô á, các con đang còn bé, chưa đủ kỹ năng để biết là giữ chân các bác. Hay là xuống đây để cô chen ninh cho mấy buổi, mấy nữa về nhà làm chủ sân khấu tự quẩy. Quét sang trên xuống dưới, làm miếng to đùng ra vào miệng ăn miếng ngon, không còn miếng nhỏ nhỏ. Ăn cái này phải có bài. Đây. Đấy. Đấy. Đây là con to nhiều đấy thì đây. Xong bóc mà. Tại vì lần trước cô mua con ọp á, còn 1 phần 3, ăn chán lắm. Con này con ngon đấy, ăn đi. Hành cũng nghe đẹp trai quá. Huyết áp thấp đói nó mới run à? Vâng ạ. Rồi, cả nhà bấm chia sẻ đi. Bác Hường đi rửa tay vào. Cô Hường, em ơi, đồ nghề, để cho hai thằng nó ăn một tí đã. Hai thằng ăn hết con cua đã rồi mới được. Trời ơi, chị cái đôi dép đi khác em ạ. Cái đôi này nó ướt quá. Chị bước vào nó cứ dính cái chân. Hai đứa hộ các bác bấm chia sẻ cho đi. Nhanh. Các cô bác ơi, hãy bấm chia sẻ cho hai con với ạ. Các chú các bác ơi, hãy cho anh em con xin một nút chia sẻ ạ. Cả nhà ơi, hãy bấm tặng cho hai anh em một nút chia sẻ. Đấy, tranh thủ là cô cho là tuy đi chơi nhưng mà xuống đây là cô vẫn cho kiếm tiền. Mình cô kiếm đoạn này cũng được nhưng mà cho hai anh em kiếm tiền, bởi vì là cố cho cô Hành thêm được vài đồng. Nó lấy tiền để nó còn mua miếng đất mài lấy vợ. Mua miếng đất mài lấy vợ anh nhỉ. Dạ. Dạ. Đây xin phép mọi người, từ nãy bình luận rất là nhiều nhưng em xin phép em trả lời luôn là mọi người có cứ comment là cho Phúc đi gặp người nọ người kia, em là không có ý gì nhưng mà em đọc ra thì nó thành drama, các chị hiểu không? Người thương mình thì không sao, người ghét mình thì người ta đã mất công xuyên tạc. Nhưng các chị biết rồi là em, việc nhà em là việc rất quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì cái tiệc này của gia đình, của công ty em, doanh nghiệp em là hàng trăm nhân sự và nó là không phải là một tiệc để chơi. Vì em được tổ chức ở một khách sạn 5 sao rất là lớn và em đầu tư hàng tỷ bạc để cho một cái buổi tiệc chỉ trong có đúng một buổi sáng. Và mọi người biết gì không ạ? Đó là một buổi tiệc bàn giao cái gì nhỉ? Ký kết hợp tác của bên em và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Có thể với mọi người thì không là cái gì nhưng với em thì nó là một sự nghiệp. Và một việc quan trọng thứ hai trong buổi tiệc ngày mai của em nữa, đó là ký kết chuyển nhượng cổ phần. Em mua lại cổ phần của nhà máy Thiên Dược, là một nhà máy rất lớn ở Việt Nam và có sở hữu nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng thế giới. Ngoài ra thì mọi người biết rồi là phải bốc thăm cho mọi người. Bốc thăm xong xuôi, Hành với Phúc phải quay về ngay lập tức để đi học. Nếu mà ở đây lâu ấy thì người ta lại bảo rằng ở đấy hai anh em đang đi học, đi xuống đây là cô lại lợi dụng nọ kia. Nhiều khi người yêu không sao nhưng một vài các người họ tiêu cực là bị ảnh hưởng, đúng không? Các chị biết đấy, em phải nhân viên nhà em
nhân viên nhà em phải đưa từ trên đấy về đến đây, là hành học xong một phát là 11 rưỡi là đi về ngay. Thì xuống đến đây bốc thăm xong là đêm, trong đêm nhân viên nhà em phải trả về ngay. Thì là gì ạ? Không thể có thời gian. Bản thân em là cái người đang trong cuộc như thế này, em rất tôn trọng thời gian học hành và thời gian của hai bạn. Thế bây giờ cứ bảo đưa đi người nọ người kia, thứ nhất là liệu người ta có tiếp mình hay không, thành vô duyên. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Việc của em còn đang làm chưa xong. Em là một doanh nghiệp mọi người ơi, em cũng có tự trọng của em cũng có cái sự nghiệp của em chứ. Em có phải là bảo mẫu đâu. Em không có cái ý gì tiêu cực, nhưng mà em mong mọi người hiểu cho em. Và đối với ngày mai thì nó là một sự nghiệp rất là lớn đối với em. Nó là một sự nghiệp rất là lớn. Nhưng mọi người biết là bình thường ấy là chủ một doanh nghiệp đã là cực kỳ khó rồi. Và nếu ai có trong tay sở hữu một nhà máy đã rất là khó rồi. Em ngày mai vừa là em là KOL, em vừa đại diện truyền thông, vừa là người phát ngôn duy nhất, vừa đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp của mình, cũng vừa là chủ đầu tư, cũng vừa là chủ tịch duy nhất. Tức là trong một mình em nó phải quá nhiều vai. Thế vậy em đưa hai cháu về đây để dự cái sự kiện của em, chứ em có phải là bảo mẫu để nhận lương đưa hai thằng đi đâu đâu. Chưa thèm nói xảy ra sơ suất gì, cộng đồng mạng sẽ tìm em và sẽ chửi em, đúng không? Thế nên là khi về đây em cũng phải đảm bảo cho hai thằng đi đến nơi về đến chốn, đúng không mọi người? Bởi vì lỡ may sứt chân sảy tay hoặc là đi đường chẳng may vấn đề gì, nó rất là rủi ro về truyền thông. Thế nên là em tôn trọng công việc của em và em tôn trọng việc học hành của hai cháu. Nên em mong mọi người không có bình luận là đưa hai cháu đi gặp người nọ, hai cháu đi gặp người kia. Nó rất là dở hơi luôn. Em hiểu các chị là có ý tốt, nhưng vào cái người tiêu cực là đổ cả sự nghiệp của em. Các chị ạ, đây không phải là lần đầu tiên, mà cũng phải là không phải là người đầu tiên. Em giúp rất nhiều người rồi, nên có những sai lầm em phải rút kinh nghiệm để còn tự bảo toàn nồi cơm của mình. Các chị nhá. Các chị thông cảm cho em nhá, để cho hai cháu kiếm nồi cơm đi không á mọi người ạ. Hai ông ăn hết. Ôi dồi ôi, con cua vẫn còn. Ăn hết đi. Con cua kia vẫn còn đây mày. Hai thằng ăn kiểu gì ấy? Ăn nhiều vào. No chưa? Mà con no rồi. Các chị ơi, hai thằng còn ăn chưa hết cái càng con cua. Con no rồi. Vâng ạ, hay quá, em Hường nói rất chuẩn, đúng rồi. Các chị thì có ý tốt, không có cái gì là xấu hết nhá. Nhưng mà nếu như mà tốt không đúng chỗ là các chị hại cả em và hại cả hai thằng đấy luôn, và lơ ngơ là em mất cả nghiệp luôn các chị ạ. Mất cả nghiệp luôn. Bởi vì á, nếu như em chỉ là kiểu như bạn bè của chúng nó lại là khác. Đây em mà cả nước nhìn vào, đúng không? Thế nên là mình phải tự cho mình đường lùi. Các chị hiểu không? Bây giờ ngu nhiều rồi phải khôn. Em Hưởng nói quá đúng luôn à. Ngu nhiều rồi phải khôn. Ngày xưa ấy là cái thời ấy, các chị ạ, trẻ trâu, em là nghĩ gì nói đấy. Còn bây giờ em phải uốn lưỡi 70 lần trước khi nói. Phải cẩn thận. Bởi vì á, đưa cái ghế vào. Mất nồi cơm của mình thì ai cho lại? Xí dở một cái được thì người ta ui tốt thế. Không được người ta chửi cha mắng mẹ mình lên. Đấy. Thế bây giờ các bác có thích các cháu kiếm tiền không? Nếu các bác muốn cho hai cháu kiếm tiền thì các bác cứ bấm cho hai cháu nút chia sẻ. Em Hường nói đúng đấy à? Hoàng Hường nói quá chuẩn. Vâng ạ. Hai đứa không biết ăn cua à? Không phải đâu, con cua này to lắm, 4 cân một con. Mấy hai thằng nó gặp mấy cái càng là nó cũng no đấy. Em kia là đói lắm ấy các chị ạ, em đói mờ mắt luôn. Gọi chị cốc nước cam. Em đói, à thôi nhưng ăn này sợ bụng yếu, uống nước cam không được. Bơ đi. Em là thuộc dạng là ấy mà, em làm cho ba cái càng là em no quá rồi. Bây giờ các bác muốn mỗi đứa ăn một cái càng nữa đi. Còn ăn nữa. Không nổi, không nổi nữa. Ăn nữa. Ăn không nổi nữa. Rồi. Em mời dọn đi cho vào việc. Bây giờ các bác muốn con kiếm tiền nữa không? Hường nói rất đúng. Vâng ạ. Phải cẩn thận các chị ơi, vì là em nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không chết bởi một kẻ quân tử, nhưng chúng ta sẽ chết dưới tay một kẻ tiểu nhân. Thế nên là sau rất là nhiều biến cố phải tỉnh táo hơn. Đấy, phải tỉnh táo hơn, phải cẩn thận hơn nhá. Đấy, rồi thế bây giờ là vào đưa chị nước giặt lên đây đi để cho hai